Đấy, giới Quay rồi thiệu đấy đi. à? Đấy, giới thiệu với các bạn hôm nay là Chuyên gia. Cái gì? Chuyên gia Lý Nguyễn lắp đặt con camera Chị đừng trong đi. nhà xoay 360 độ. Con này là bao tiền đấy? 550.000. Con camera này rất là ngon, xoay được 360 độ. Hình như là có Thế nó cảm đi cảm suốt biến rồi. hồng ngoại này. Cho chị mấy cái link review chị chưa ấy. Giá chỉ 550.000, mỗi một tháng mất 22k phí lưu trữ. Làm hết 240 ạ. Ừ. Sẽ được lưu trữ trong vòng, sao nó lại Cho tự ngắt? em mượn. Đó. Hết mẹ pin của chị đâu? Không, đây nó, đấy màn hình thôi. Đóng màn hình. Cái này là chị được nhắn mã cho khách à? Không, khách tự nhận được. Tổng đài là nhắn cho khách, khách tự Thế nhận em được. Không ba ba tám bảy ba hai không sáu bảy thằng bảy HK hoa R thường R hoa. Đặt cái mật khẩu kiếp luôn. Đâu đâu nhỉ? T, T thường. Đây là chữ O hay chữ... Đấy là chữ O in. Thăng. Thăng. 7 HK hoa R 7 H. Ờ em H thường rồi, sai là đúng rồi. H hoa. HK. Rồi, R thường. R hoa. Ok. 033 873 2067. Không được đấy. Chị nghĩ là em nên copy xong paste nó vào. Không thì chữ O kia em nhập tơ T xong rồi O chưa? Hay nó là chữ O? Chữ 0 ấy. À ừ, nó là số 0. Số 0 gì mà không, to vậy? Đây không phải chữ 0. Số 0 ở trên này cơ mà. Hay là O thường? O thường nó phải bé. Sao chị vừa nhìn thằng... như dấu chấm vậy? Đó. Vừa nãy em gõ vào đây này. Đấy. Có copy đi. Hay đây có một cái dấu chấm, không phải đúng không? Không. Đấy, chị cái đây đi. Mới đi. T. Ừ. O. Ừ. Thăng. Ừ. Bảy. HK. R. R. O này O viết thường chưa? À viết hai chưa? Đúng rồi, em nhập. Sáng. Đấy, được luôn. Ừ. Phải copy. Vào luôn nhỉ? Ừ. Cũ ấy. Nhỉ? Hay là bọn nào nó nghịch rồi? Đi rồi để vào đây nó bám cái bụi này vào sao nữa vậy? Nhưng mà chị tưởng em đăng nhập máy khách hàng, đăng nhập vào máy mình à? Ờ, để em cài đấy chứ. Ok. Để em tải cái này về. Tải về home rồi cho khách. Về home à? Ừ. Thế thảo nào mình không đăng nhập được. Thế mày tải cái gì đấy? Cái cam. Ờ, Viettel, về home của Viettel. Chị nhớ chị bởi vì làm ấy mà. Về home. Chúng ta sẽ phải tải về home.
Ôi rồi ôi, Nguyễn ơi là Nguyễn, tôi giết Nguyễn đi. Thằng nào? À. Đang nhầm như thật đấy. Quay. Chịu ông Nguyễn là copy đi. Dí lâu vào đấy. Có dừng lại được không Nguyễn? Để tí nữa đến đoạn cuối thì mình quay tiếp. Ờ. Dừng lại được không? Đây, tắt. Đấy, đúng rồi. Đây, Nguyễn đẹp dài. Lần đầu làm chuyện đấy cho nên nó hơi bỡ ngỡ. Mật khẩu là gì? Lúc nãy gì nhỉ? T. Em copy rồi mà. À, mật khẩu à? Nó bẩn thế mà. Bật cái gì lên không? Đầu tiên là chúng ta phải reset lại. Ừ. Reset rồi tải về home về. Ok. Cài đặt. Về home nhá. Chứ không phải là về cam. Chứ toàn là làm về cam. Thử lại nhá. Không, nó phải khởi động ạ. Nó phải xoay một phát à? Anh ơi. Được anh, bởi vì mình sẽ gắn vào ngược lại, mình sẽ lật lại, nó ngược. Không phải để như này là nó không được hết. Được không? Bắn vít lên tường à, ờ, Nguyễn? Đây anh. Trong ừ. Chị thắng gì không? Khắp đấy là sẽ đẹp. Không chứ máy cũng hoa cho mọi người. Rồi máy chồng đi. Ôi, mới lên TV ạ? Khi nào đèn xanh như này nó sẽ được này. Đèn thì xanh, chúng ta sẽ cài. Các bạn thấy đèn xanh chưa? Thì nó xoay đã. Nó phải xoay một lượt đã. Nó hiện cái gì đây? Đây, chúng ta đi. Đấy, quay. Xoay này. Chuyển dịch đi. Ôi, phải đi bầu cho chúng nó là. Không bầu. Đấy thì nó mới rồi. Nó mới mà chưa một phát. Đây là số tổng đài. Chưa đâu. Đây nước à? Đây nước. Xoay đủ 360 độ luôn. Ngoài trả lên thì nước à? Số, à đây, không phải tổng đây, đài đây là số tổng của đài của ấy. Thì nó là tổng đài chung ấy. Chung mà nhỉ. Đúng rồi. Ở ngoài đấy thì không?
Không phải đơn vị đâu. Không biết nhé. Từ năm làm đến giờ không hiểu. Ok đấy. Đang ở đấy. Ông phải đứng đèn đã. Cái đèn đó. Chị không phải, chị cứ quay xa đây nữa được. Cái này không cần phải ở đâu. Máy ở trong nó mang đi học điên quá không được. Mà đây này, khi nào mà điện thoại khác nó có một cái điện wifi khác là được. Là được à? Đây. Kết nối. Kết nối. Kết nối thành công. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Máy làm việc cái máy nào hả? Wi-Fi connection. Sửa cái gì đấy là cái gì đấy? Con lắp một cam. Lắp ở đâu? Đây là hai cam. Quản lý con kia đó hả? Cái số này cũng không có được. Chỉ bố mẹ thôi. Chỉ nó quát được thôi. Ừ. Còn này ép hết đấy. Ừ. Đây hình ảnh này. Đây thôi, chị sẽ chạy dạng. Chỗ nào sáng đi, đang ngược sáng. Thấy chưa? Nét bong. Ừ. Chỗ này đang tối. Nhà em mà sáng như cái ấy lan cái okay. Gì là nét đúng không? Bây giờ em sẵn vào đây nhá. Vâng. Ở đây ok. Cho luôn trong kính này. Ok. Chúng mày thử di chuyển đi, nó sẽ đi theo người di chuyển đấy. Nó có cảm biến chuyển động không? Do mình cài. Cái em có cài cảm biến chuyển động không? Ví dụ như là có người đi thì nó sẽ xoay theo người ấy, nó soi xem người ấy như nào. Kiểu thế. Thì nó không có con vật này. Ừ. Thế nó không tự quay được đúng không? Ừ, nó quay được mà, nó tự quay được. Đấy, nó tự quay. Đấy, người đi đầu đi theo đấy, thằng nào chuyển động nó xoay theo. Thằng nào ngồi im thì thôi. Thế mà có cài trên máy phụ được đúng không Nguyễn? Ví dụ cài máy hạnh hay xong cài máy nghiệp nữa. Được mà. Cài hai máy. Cài hai máy. Ừ. Hướng dẫn sử dụng đi. Nó như cái cao ngoài máy. Nó mới cái thay hệ thống điện theo, thay là trẻ nhớ đó. Còn một cái nó y chang như đây của cái kia cũng cài là ví dụ riêng. Đúng, chụp màn hình thì nó nét. Không phải. Còn đây để. Đây. Không. Gọi nhân trường phải. Chụp màn hình lịch sử. Alo. Video độ phân giải trong đợt độ phân giải chế độ quyền riêng tư đàm thoại hát làm ơi. Alo. Cặp. Okay. Alo. Bây giờ em đã đi lắp cái camera đấy chứ. Gọi rồi, nhưng mà cái con đấy là nó ở đâu đây? Yên tâm á. Gọi lúc nãy. Chị đang vào chữ cài đặt này. 15 nó phát hiện ra người chuyển động nó sẽ báo về cho em như kia kìa. Báo về đấy đúng không? Đó, trên ứng dụng ấy. Em lúc nào phải có mạng. Đâu nhỉ? Cái lúc nãy máy nào là máy nhận được tin nhắn VCAM nhỉ? Máy này.
Không biết hai máy đăng nhập cùng một lúc nó có thoát tài khoản kia không? Hay là phải đăng ký? À đây nó còn cho đăng ký đâu? 033 không, tức là cái các loại cam khác thì mình sẽ chia sẻ từ máy chính chia sẻ ra máy phụ, nhưng đây hệ thống Viettel không biết là nó có cho hai máy cùng đăng nhập một cái không. Chỉ theo như chị học nghề vụ là có. Ok, nhưng mà không biết như nào. Video là được mã hóa. Ok rồi. Nó cũng tương tự như cái kia nhé. Hai ông bà được theo dõi nhau. Cái này được cái là mình không phải sử dụng đến thẻ nhớ. Nó có trên hệ thống rồi. Anh cứ vào cái đám mây kia là được. Hình như được một tháng hay đâu đấy. Cái chưa? Cái chưa? Thông báo chuyển động. Ví dụ đấy. Còn là nếu mà chị không có cái tắt ở đây ấy, nếu không muốn nó cảnh báo nhiều á. Ví dụ như trước khi em đi ra ngoài em hãy để cảnh báo, còn hai vợ chồng ở nhà thì giấc mông đứng dậy nó lại cảnh báo thì nó phiền ấy. Khi nào đi ra ngoài cần cảnh báo thì hãy cảnh báo. Tắt chưa? Có tắt cái này không? Có bye bye, có chào tạm biệt không này? Chào nhau nha.